Trời ơi, con chào cả lớp. Ủa? Chào mấy đứa. Chào cô. Bữa nay tụi em quá trang hả? Dạ. Trời ơi, có đầu tư quá ha. Dạ. Long dễ thương quá nè. Ủa cô, tối nay cô tính đi đâu chứ cô? À, cô tính chắc ở nhà coi tivi thôi à? Đó, ở nhà coi tivi chứ hôm nay là Halloween mà cô. Ủa, cái này bộ đồ con thỏ đó cô từng mặc rồi đó cô. Ủa, em còn giữ đó hả? Dạ còn. Cảm ơn thầy. Cô Thỏ, ngày mai muốn đi chơi với tôi không? Dạ có. Vậy mà tôi tưởng cô ghét tôi vì những lời nói của tôi nói với cô ở trường. Dạ đâu có, em đâu bao giờ ghét thầy Phúc đâu. Thì coi như chưa nói gì nha, đi xoay nha. Cô ơi. Cô. Cô. Hả? Tối nay đi chơi với tụi em cho vui nha. Cũng được. Mà Long nè, cô có thể xin em bộ đồ này được không? Dạ. Em có thể tặng cho cô bộ đồ này được không? Dạ. Em có thể tặng cho cô bộ đồ này được không? Dạ, cô cứ lấy đi. Cảm ơn em. Ủa, mà bữa nay em chạy mô tô hả? Dạ. Bữa nay cô đã nói với em rồi, cả lớp á là học sinh, tụi em không được chạy mô tô phải không? Tại sao em lại đội mũ bảo hiểm chạy mô tô hả? Em đi xe đạp. À, vậy thì được, không có được chạy mô tô đâu nghe chưa? Dạ, tối nay gặp cô nha. Ừ, vậy hẹn gặp em tối nay nha. Chào cô. Bye bye em, bye bye tụi em nha. À, chào cô. À, cô chào em, vô với các bạn đi. Dạ. Em chào cô. Ừ, Dương Mi bữa nay đẹp quá ha. Cảm ơn cô. À, Minh, bạn thấy sao? Đẹp quá trời luôn á. Bạn y như công chúa luôn á Dương Mi. Mình có chuẩn bị đồ cho bạn nè. Thiệt hả? Ừ. Bạn thử đi. Hả? Cảm ơn mày nhiều nha. À, thử xong rồi kêu mình nha, mình hóa trang cho bạn. Ok. Minh, ra đây. Sao vậy? Trời ơi, bộ này hợp với bạn lắm luôn á, bạn biết không? Bạn dễ thương quá à. Cái này là sao vậy? Sao là sao? Thì mình là người đẹp, còn bạn là quái vật á. Trời đất ơi, sao sao tự nhiên bạn muốn tôi làm quái vật lắm hả? Ý bạn nói tôi không hợp với bạn hả? Cái gì? Thì ngày hôm qua mình mới đọc được một cuốn truyện vừa đẹp và quái vật, thì mình muốn tặng cho bạn bộ đồ này thôi. Biết bao nhiêu chuyện bạn không đọc. Bạn không đọc Lọ Lem đi, không đọc Bạch Tuyết đi. Tự nhiên đi đọc vừa đẹp và quái vật. Cái mặt tôi đẹp trai vậy, đáng lẽ tôi phải làm hoàng tử chứ tự nhiên bắt tôi làm quái vật. Sao? Bộ bạn không thích hả? Bạn có biết là tôi cực khổ lắm không? Tôi phải lấy tiền đại hội thể thao lần trước á, tôi mua cho bạn ngay cái món quà này á, bạn biết không hả? Vậy mà bây giờ bạn nói là bạn không thích là sao? Tôi thích mà. Tôi xin lỗi. Coi như là mình bỏ qua cho bạn đó nha. Mà hôm nay bạn chuẩn bị quà gì cho mình vậy? Hả? Quà gì? Bạn không nhớ gì hả? Bạn không nhớ ngày hôm nay là ngày gì hả? À, hôm nay là Halloween. Để tụi mình bận đồ Halloween nè. Bỏ qua cái ngày Halloween đó đi. Bạn có nhớ hôm nay là cái ngày gì không? Ngày quan trọng của chúng mình á. Ngày gì? Bạn không nhớ thiệt có hả? Không, hôm nay là thứ sáu mà. Ngày gì đâu. Thôi, không nhớ thì thôi. Ê, Dung My. Sao vậy? Bạn nói cho tôi nghe đi, hôm nay là ngày gì? Bạn không nhớ thiệt hả? Bạn còn hỏi mình nữa. Hôm nay là ngày... Bạn nhìn đi. Hôm nay là 500 ngày kỷ niệm mình quen nhau á. Vậy mà bạn không nhớ gì hết. Mình nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất của mình. Nhưng bạn đã làm thay đổi nó. Hôm nay là ngày chúng ta chia tay. Vậy cũng giận được nó hả trời? Dung My! Dung My! Như vậy à, tôi chỉ giả bộ quên để gây bất ngờ cho bạn hả? Tôi không ngờ là bạn giận vậy luôn á. Thôi đi, đừng có lừa mà. Dung My thôi mà. Thôi bây giờ tối nay bạn lên trường đi, tôi có bất ngờ cho bạn. Trời ơi, trong nổi nó nhìn mặt đồ ghê quá ha. Nghĩ sao đồ như quái vật gì mà cũng nhắm mặt ra đường.
Hả? Khỏe không? Ừ khỏe. Bữa cho đọc á nha. Ừ lấy đi. Ê, sao mày lấy xe đạp tao? Ê, mày lấy xe đạp đâu, lấy gì đâu vậy? Đồ quái vậy? Em Minh nè. Chị ơi, em tới tìm mẹ. Mặc đồ quái trang mà chạy tùm lum vậy? Ê, mà chị Hoàng Anh không có trong đó. Minh, mẹ ơi. Chết rồi, mẹ không có đây luôn. Tiền đâu ra trời. Minh, em làm cái gì vậy? Sao lấy tiền của mẹ hả? Chị ơi, em đang cần gấp lắm chị ơi. Không có gấp cái gì chứ, em không có được như vậy nghe chưa? Mà chị đừng có nói nghe nha chị. Đi đứng lại. Chị. Đi ra đây, đi ra đây. Em làm cái gì vậy? Để làm phòng khám của mẹ em. Chị không có đồng ý cho em làm như vậy. Chị ơi, cho em đi đi mà chị, em gấp lắm rồi chị. Cái gì cũng phải đợi mẹ về đưa rồi tính ha. Dạ không được đâu, em mà đợi mẹ về là em không có vợ luôn á chị. Suốt cuộc đời này là em mất vợ luôn á chị. Không, không, chả tiếng. Cho em đi đi mà chị. Không đi đâu hết. Thôi chị, em đi đi chị. Chị, cho em đi đi mà chị. Cái này. Trời ơi, mỏng. Em có sao không? Nó đầu luôn đó chị. Chị mà này thì chị tưởng nó hiền lắm chứ. Thôi trời ơi, hết hồn à. Bảy bảy. Ai vậy? Dạ con là Bảy. Con nào, con ai? À, con là Minh, cháu của ông Đức Nghĩa. Con của bà Hoàng Anh, vợ của ông Đức Hạnh là Bảy. À, Minh à, anh của ông Mẫn phải không? Dạ đúng rồi. Bữa nay mày làm gì mà ăn mặc dị hộm vậy, là Bảy hết hồn à? Dạ con chơi Halloween đó Bảy. Cho con mua trang sức đó Bảy. Mua gì, bữa nay mua gì? Dạ nhiều quá. Mua gì lựa lẹ coi. À, lấy con cái này đi Bảy. Thằng này biết lựa ghê ta. Cái cục tròn tròn đúng không Bảy? Ờ à, đúng rồi. Nè phải không, này phải không? Dạ đúng rồi. Nè đúng rồi. Thằng này biết lựa ghê nè. Giá bao nhiêu vậy Bảy? Ừ, chỗ người quen Bảy lấy 700 ngàn đó. Sao mắc quá vậy Bảy? Bảy, Bảy nhích nhẹ giùm con xuống một tí được không Bảy? Nhích nhẹ là nhiêu? Bây giờ Bảy bớt con 500 đi, lấy 200 được rồi Bảy. Nhích vậy mày nói nhẹ. Hay là Bảy qua phòng khám của ông nội con chăm cuốn cuốn trừ tiền vô đi Bảy. Thôi đi nha. Bỏ vụ đó đi nha. Thôi Bảy ơi, giúp con đi mà Bảy, con cần cái này lắm Bảy. Bảy ơi, bây giờ Bảy bớt con 200 được rồi, Bảy lấy con 500 thôi nha Bảy. Đâu có được mày. Vốn của Bảy là 600 rồi, tao bán vậy lỗ vốn à. Bảy, con còn có 500 ngàn thì thôi á Bảy. Bảy giúp con đi mà Bảy. Bạn gái con sắp đi qua nước ngoài mổ tim rồi Bảy. Bây giờ con phải mua cái sợi dây chuyền này may mắn tặng cho bạn gái của con. Còn mà không tặng á, không biết khi nào gặp lại nữa. Lỡ bạn gái con đi ra mà có chuyện gì, chắc con ở giá giống Bảy quá. Trời đất ơi, nó nói tôi ở giá luôn kìa. Trời ơi. Vàng quá trời vàng luôn mà không bớt được miếng nữa. Nè thôi bán cho mày luôn đó, 500 đó. Thiệt hả Bảy? Ê, con cảm ơn Bảy nhiều quá nha Bảy. Bảy ơi, con thương Bảy quá à. Rồi bán cho mày đó. Lên. Cuối cùng cũng bắt được mày con quái vật. Anh em mà y chang nhau ha. Chạy xe đẹp cho tao đi. Thôi mà, tao đây có chuyện gấp lắm, tao đang nỉ mày đó. Gấp rồi đi ăn cắp hả mày. Cô ơi, cứu em với. Xạo cô đâu à. Quái vật, trả xe lại đây. Đứng lại. Anh muốn chết hả? Hôm nay dám đá em như vậy hả? Anh xin lỗi em mà. Thái lộ chung. Đứng lại con quái vật. Đứng lại con quái vật. Trời ơi, mày cũng bị nó triệt nữa hả? Ông cũng mới dính đạn nè. Đừng có nói nhiều. Bắt đi. Anh nói bằng niềm tin hả ba? Phải tin để đi bắt. Anh em nhà mày gắt thiệt chứ. Đừng lại.
chúc mừng 500 ngày hai đứa mình quen nhau. Minh à, bạn chuẩn bị những thứ này cực lắm phải không? Đâu có đâu, tôi chuẩn bị từ hôm qua rồi, cho nên là không có sao đâu. Minh à, bạn có biết bây giờ bạn giống hoàng tử lắm không ạ? Thiệt hả? Mình cứ tưởng là bạn quên ngày này rồi chứ. Như My à, tôi có món quà này muốn tặng cho bạn nè. Nó đẹp quá à. Cảm ơn bạn nhiều nha. À, tôi còn một món quà nữa muốn tặng cho bạn. Đây là một bài hát rất là hay. Cho dù bất cứ giá nào, bạn cũng không được mở tai nghe ra nha. Tôi đi đây một cái, tôi sẽ dòng lại liền. Bạn có quà bất ngờ cho mình nữa hả? Nghe nhịp tim đôi ta thuần thương, lắng nghe thời gian như đang đứng lại. Từng giây từng phút mãi mãi mình có nhau. Dù ngày mai sau ra sao thì tình yêu anh trao em không đổi thay. Hãy tin và yêu anh đi người nhé, chúng ta sẽ bên nhau đến lúc già. Tình ta sẽ mãi đẹp như thế. Rồi sao? Bây giờ vậy nè, mày đưa nó đi, tao đi đây. Ok. Khỏe không? Ừ, khỏe. Thử cái đạp đấy nha. Ừ, lấy đi. Ê, sao mày lấy cái đạp tao? Rồi mẹ không có đây, tiền đâu ra trời. Minh, em làm cái gì vậy? Sao lấy tiền của mẹ hả? Cho em đi đi mà chị. Bạn gái con sắp đi qua nước ngoài mẫu tiên rồi bảy. Bây giờ con phải mua cái sợi dây chuyền này may mắn tặng cho bạn gái của con. Còn món tặng á, không biết khi nào gặp lại nữa. Lỡ bạn gái con đi ra mà có chuyện gì, chắc con ở gái giống bậy quá. Cô ơi, cứu em với. Xạo cô. Ông chết hả? Mày dám đá em như vậy hả? Anh xin lỗi em mà. Chị My à, tôi có món quà muốn tặng cho bạn nè. Đẹp quá à. Cảm ơn bạn nhiều nha. Trên thế gian này, việc gì là khó khăn nhất? Việc kiếm tiền hay là việc ăn uống? Không biết nữa. Hay là trên thế gian này, việc khó khăn nhất chính là chinh phục trái tim người khác? Trong khoảnh khắc này sao lại có nhiều suy nghĩ đến như vậy? Khiến một trái tim thích bay nhảy như một cơn gió, muốn dừng lại là việc khó nhất trên thế gian này. Kỳ vậy con, sao giờ này vẫn chưa về? Anh đừng có mơ mà chạy được nữa, anh tới số anh rồi. Cuối cùng cũng bắt được mày con quái vật. Anh khá lắm. Hôm nay em sẽ trả thù những gì mà anh đã từng lớn tiếng với em. Tao sẽ bẻ sừng của mày con quái vật.
Lắng nghe nhịp tim đôi ta thuần thương, lắng nghe thời gian như đang đứng lại. Từng giây từng phút mãi mãi mình có nhau. Dù ngày mai sao ra sao thì tình yêu anh trao em không đổi thay. Hãy tin và yêu anh đi. Ủa? Người nhé, chúng mình đi đâu lâu vậy ta? Bên nhau đến lúc già, tình ta sẽ mãi đẹp như thế đó. Đến khi lời giang nhăn nhau và chân run run, ta vẫn.